Thưa quý vị, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết bản cập nhật mới nhất của ứng dụng Bluezone đã có thêm tính năng khai báo y tế và tính năng gửi phản ánh. Hiện tại, người dùng Bluezone đã có thể khai báo y tế trực tuyến ngay trên ứng dụng này. Sau khi kê khai, thông tin dữ liệu về người nhập cảnh, di chuyển nội địa sẽ được hệ thống cập nhật về các trung tâm chống dịch và cơ quan y tế của Việt Nam để được quản lý một cách nhanh và chính xác nhất. Còn với tính năng gửi phản ánh, người dân có thể gửi thông tin đến cơ quan chức năng về các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp đi về từ vùng dịch, tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hay trường hợp nhập cảnh trái phép. Hiện cả nước đã có hơn 29 triệu lượt người cài đặt Bluezone.